Xin kính chào quý vị và các bạn. Thục Anh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Ngày 24 tháng 1, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Nhân Chiến, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Ninh về tội nhận hối lộ quy định tại khoản 4, điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015. Theo thông tin từ Bộ Công an, đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, công ty AIC và các đơn vị có liên quan. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước. Liên quan đến vụ đấu thầu tại Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, đến nay, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 12 bị can, trong đó, ngoài ông Chiến, còn có nhiều cán bộ, từng là thuộc cấp của ông, cũng đã bị bắt trước đó. Cụ thể, ngày 19 tháng 1, Bộ Công an đã khởi tố bắt tạm giam, khám xét đối với ông Nguyễn Tử Quỳnh, nguyên Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Hạnh Chung, nguyên Giám đốc Sở Y tế, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh về tội nhận hối lộ. Ngoài ra, cơ quan công an cũng khởi tố bắt Nguyễn Văn Nhường, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC về tội đưa hối lộ. Tháng 9, 2023, Bộ Công an cũng đã khởi tố bắt tạm giam 7 người về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Trong đó có ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC, hai nguyên nhân viên của AIC, ba nguyên cán bộ của Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế Bắc Ninh. Thêm vào đó có Nguyễn Đăng An, nguyên trưởng phòng kế hoạch tổng hợp và Nguyễn Kim Huân, nguyên phó trưởng phòng kế hoạch tổng hợp. Ông Đặng Xuân Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thẩm định giá BTC Value. Tính đến nay, riêng bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn AIC đã bị khởi tố liên quan đến 5 vụ án do sai phạm trong đấu thầu. Tuy nhiên, bà Nhàn đã bỏ trốn và Bộ Công an nhiều lần kêu gọi ra đầu thú. Cũng liên quan đến AIC và các sai phạm trong đấu thầu, ngoài vụ án xảy ra ở tỉnh Bắc Ninh, có nhiều cán bộ các tỉnh thành đã bị khởi tố, bắt tạm giam. Các vụ án liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và AIC gồm vụ gian lận đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, vụ mua sắm trang thiết bị cho 12 phòng thí nghiệm Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh, vụ đấu thầu ở Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh, vụ tại Trung tâm Ứng cứu Khẩn cấp Máy tính Việt Nam và mới nhất là đấu thầu tại Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh. Tại vụ án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, cựu Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Trần Đình Thành bị tuyên mức án 11 năm tù về tội nhận hối lộ hồi tháng 1 2023, cùng tội nhận hối lộ Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai 9 năm tù. Ông Thành bị cáo buộc từ năm 2010 đến năm 2015 đã 6 lần nhận tổng số tiền 14,5 tỷ đồng từ bị cáo Nhàn để tác động đến bị cáo Thái, Bồ Ngọc Thu, cựu Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đồng Nai và Phan Huy Anh Vũ, cựu Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai giúp AIC trúng thầu. Trong 5 vụ án liên quan, bà Nhàn đã bị tuyên án vắng mặt trong 2 vụ án Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh và Bệnh viện Đồng Nai. Cụ thể, đầu năm 2023, bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng 35 người khác bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án trong vụ gian lận đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và công ty AIC. Theo đó, với cáo buộc có vai trò chủ mưu, cầm đầu, chỉ đạo và chịu trách nhiệm chính các sai phạm gian lận đấu thầu tại dự án Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà Nhàn bị tuyên 30 năm tù do hai tội danh vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và tội đưa hối lộ, buộc bị cáo nộp hơn 103 tỷ đồng. Đến ngày 26 tháng 10, 2023, bà Nhàn tiếp tục bị Tòa Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên mức án 10 năm tù do được xác định có vai trò chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các bị cáo khác thông thầu đối với 6 gói thầu tại Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh. Thời gian tới, Cà phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng nhất về kinh tế bất động sản vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại!